Thưa quý vị, như vậy là tính đến ngày 4 tháng 10, Đà Nẵng đã có 53 trên 56 xã phường của thành phố là vùng xanh. Thành phố đang dần xanh hóa hoàn toàn sau 2 tháng nỗ lực phòng chống dịch. Đến nay, Đà Nẵng đã có huyện Hòa Vang với 11 xã được công nhận là vùng xanh và trở thành huyện xanh. Các quận Sơn Trà với 7 phường, Ngũ Hành Sơn với 4 phường, Cẩm Lệ 6 phường và Liên Chiểu 5 phường cũng được công nhận là quận xanh. Tại các địa bàn đã được xanh hóa, các địa phương luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giữ vững thành quả phòng chống dịch ngay từ cấp cơ sở. Đối với công tác tuyên truyền thì địa phương là đặc biệt quan tâm. Phường xuống tổ dân phố và các tổ dân phố đều có lập riêng cái kênh Zalo tổ trưởng quản lý đối với người dân trong tổ. Thì mọi chủ trương là đều đến với người dân. Cùng với việc nới lỏng một số hoạt động từ ngày 30 tháng 9, thành phố cũng tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Các ứng dụng công nghệ thông tin thì cũng góp phần hiệu quả cho cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra thì tổng đài 1022 cũng triển khai tổng đài tự động để mà gọi thông báo cho các cái người có nguy cơ nghi nhiễm cũng như là tiếp xúc với người nghi nhiễm để mà kịp thời là thông tin cho họ để mà liên hệ với cơ quan y tế để được hỗ trợ xử lý. Mặc dù đã kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương và người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Hiện thành phố chỉ còn 2 quận là Hải Châu và Thanh Khê, vẫn còn 4 vùng đỏ thuộc 3 phường Thuận Phước, Bình Thuận và An Khê. Tại các địa bàn này, công tác kiểm soát dịch vẫn đang được thực hiện chặt chẽ.